Các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về một số mặt hàng mới thì em lại lên gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Sản phẩm đầu tiên em lên với các bác trong ngày hôm nay đó là cái xẻng sinh tồn đa năng coi nhá. Hàng của Nhật đây. Đấy, Japan đây các bạn này. Bên em đang bán là 430.000, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với giá là 400k bao ship thôi nhá. Chiều dài của nó thì được vào khoảng 13 cm, chiều rộng là 11 cm các bác nhá. Đấy, con này thì nó là thuộc dạng xẻng sinh tồn đa năng. Thì các chức năng của nó bao gồm là đào này, cuốc này. Đó, vừa đào vừa cuốc được không nhá. Đấy, đây là xẻng này, các bác có thể chuyển như này nó sẽ thành cuốc này. Đấy, coi như đào cuốc, nôm na nó là như vậy. Thì các bác có thể vừa đào vừa cuốc. Đấy, chuyển trạng thái từ xẻng sang cuốc rất ok không nhá. Đó, tiếp theo là cái chức năng gọi là... Đây, ở đây nó có chức năng là ốc, vặn ốc này, chặt cây này. Đây là vặn ốc này, đây là mép này là chặt cây này. Bên này là cưa này rồi bên này là cắt dây không nhá, cắt dây. Đấy, các cái chức năng cơ bản ở trên cái thân xẻng thì như vậy không nhá. Đó, tiếp theo đến xẻng thì có thể tháo lắp rất là ngon không nhá. Đây, các bác có thể tháo ra này. Đấy, tháo ra thì đây của nó là một khúc này. Đấy, tiếp theo đây một khúc nữa này. Đấy, khúc này của nó thì có con dao bên trong không nhá, có con dao bên trong. Đấy, con dao này thì cũng đa di năng này, cưa này, cắt này, cắt dây này. Đấy, rồi vặn ốc này. Đó, con dao cũng đa di năng luôn. Và đây là một khúc nữa này. Đấy, đây nó xoáy ra thêm được khúc nữa, cũng rất ok luôn có nhá. Đó, và đây đầu sau này nó có phá kính này. Đấy, phá kính này. Ở đây thì nó có một con ốc này, các bác có thể lắp vào đây. Đấy, để làm tô vít này, làm tô vít. Đấy, lúc cần tô vít thì các bác sử dụng con này làm tô vít này, cũng rất là ngon luôn có nhá. Đó, đấy, lắp vào đây làm đầu tô vít này. Đấy, làm đầu tô vít rất ok luôn có nhá. Đó, ngoài ra ở đây thì nó có cái chức năng nó gọi là còi này. Đấy, còi, đây cái này là còi này và đánh lửa này. Cái đánh lửa này thì em cũng chưa dùng bao giờ, thế nên là tùy các bác về, các bác sử dụng được thì dùng thôi. Đấy, có thì em giới thiệu vậy thôi, chứ còn là đánh được hay không thì cũng không biết, tùy các bác sử dụng thôi. Đấy, xoáy vào như này nó rất là tiện luôn nhá. Nó xoáy vào là nó sẽ thành một chiếc xẻng luôn. Đây, nguyên bản của nó sẽ thành một con xẻng như này hôm nay. Thành một con xẻng nguyên bản như này. Nó dài khoảng 96 cm. Dài khoảng 96 cm thôi nhá. Nói chung là con này thì rất là tiện dụng để cho các bác dùng đi chơi, đi rừng, đi phượt hoặc để trên ô tô các bác nhá. Đó, các bác lên mã giúp cho em là xẻng sinh tồn đa năng. Đấy, bên em còn mỗi hai cái nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá là 400k. Đó, sản phẩm tiếp theo em lên với quý bác trong ngày hôm nay đó là cái tay hàn các bác nhá. Đấy, gọi là cái kìm hàn. Kìm hàn thì em đang có hai mẫu, một mẫu là mẫu này, mẫu nhỏ này, bên em ký hiệu nó là K1, bên em đang gửi tới các bác với giá là 160k. Thì hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác K1 160k bao ship các bác nhá. Hàng của Nhật. Con này của nó thì nó hàn được, nó kẹp được cái dòng điện của nó là từ 300 đến 500A các bác nhá. 300 đến 500A là con nhỏ này. Đó. Còn con to này thì nó chịu được cái dòng điện từ 800 đến 1000A. 800 đến 1000A các bác nhá. Đây là con to này. Đó. Con to này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 200k. 200k bên em cũng bao ship cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là kìm hàn K1 hoặc K2. K2 là 200, K1 là 160k nhé. K1 là 160k. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên với các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô nó gọi là mỏ hàn nhiệt này. Thì bên em đang có hai mẫu. Mẫu này được hàn từ ống 63 trở về. À, hàn được từ ống 32 trở về nhé. Đấy, hàn được ống 32 trở về. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 450.000. Hôm nay bên em cũng thanh lý cho các bác với giá là 400k và bao ship. Đó, các bác lên mã cho em là máy hàn nhiệt có nhá. Máy hàn nhiệt. Đấy, máy hàn ống nước hoặc máy hàn nhiệt. Con này hàn ống ống này của nó là đi ống 32 trở về, 32 25 27 nhá. Đó, 32 25 27. Đó. Còn con này thì dòng to hơn. Con này của nó thì hàn được từ ống 63 trở về. Bên em đang bán 550, cũng thanh lý luôn cho các bác với giá là 500k bao ship. Đây các cái đầu của nó đây. Các cái đầu của nó đây. Đấy, đầu các đầu hàn của nó đây. Công suất của nó là đi đây tem của hãng đây. Đấy, con này công suất của nó là 1000W có nhá, 1000W. Đó, công suất của nó là 1000W. Hàn rất là ok, ngon lành luôn. Đó, thì đấy là hai cái loại mỏ hàn có nhá, mỏ hàn. À, máy hàn nhiệt có nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên với các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô gọi là lọ thả bồn cầu này, lọ thả bồn cầu đây. Đấy. Lọ thả bồn cầu này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 100k và hôm nay bên em sẽ bao ship cho các bác. Đây, một lọ của nó đựng trong hộp như này, hàng của Nhật này. Con này thì các bác dùng rất là ngon và xịn sò luôn. Các bác có thể dùng ở trong nhà vệ sinh, thả bồn cầu nhà vệ sinh.
Cái này thì công dụng của nó bao gồm là làm sạch này, đó, làm sạch này. Đấy. Làm sạch rồi là lưu hương các nhá. Đấy, lưu hương, tức là nó hương thơm đấy. Đấy, lưu hương, hương thơm và tẩy trắng các nhá. Đó, tẩy trắng các nhá. Đó. Đấy. Tẩy trắng tức là tẩy trắng là làm sạch đấy, lưu hương và diệt khuẩn các nhá. Đó, diệt khuẩn. Đấy, diệt khuẩn các nhá. Nó hàng siêu chất lượng luôn. Đấy, toàn bộ chữ nhật là ngoằng hết các bạn này. Đó. Đây. Các bác lên mã giúp cho là lọ thả bồn cầu. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 100k và bao ship cơ nhá. 100k bao ship. Lên mã giúp cho là lọ thả bồn cầu các nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên các bác đó là cái đuôi đèn cảm ứng này. Đó, đuôi đèn cảm ứng đây. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k. Đó, 100k một con này. 100k các nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k. Đó. Các bác nào lấy hai cái trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Đấy, con này thì hàng nhập vào giá là cao rồi cho nên bên em không bao ship được. Cảm ứng chuyển động ban đêm các bác nhá. Đấy, đây là cái nấc này là điều chỉnh sáng tối này. Đấy, nó có hai nấc, nấc điều chỉnh sáng tối và nấc điều chỉnh thời gian. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Các bác nhá, 262 giây tùy theo cái thời gian các bác muốn sử dụng. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái mắc áo à cái gãy lưng các bác nhá. Cái này thì bên em đang gửi tới các bác là 40k. Gãy lưng của Nhật. Con này của nó thì cái phần gãi này là bằng sừng tự nhiên các bác nhá. Còn cái phần tay cầm rút ra rút vào này thì nó bằng bằng inox các bác nhá. Cho nên các bác dùng nó rất là bền. Thứ nhất là bền, thứ hai là an toàn cho sức khỏe các bác nhá. Bằng sừng tự nhiên. Đấy, 40k con này. Các bác lên mã giúp cho em là gãi lưng 40k. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay đó là cái móc áo của Nhật con này. Nó móc áo của Nhật. Hàng đặc nguyên khối các bác nhá. Hàng đặc nguyên khối inox 304 như này. Con này hàng siêu dài luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái mắc như này. Đó, hàng của Nhật đây. Japan này các bạn này. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 80k các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là mắc áo. Mắc áo Nhật 80k các bác nhá. Đó, mắc áo. Đấy, mắc áo Nhật các bác nhá. Cái này nó gọi là mắc 9 các bác nhá. Các bác lên cho em là mắc 9. Tại vì nó có 9 cái mắc mà. Đó, lên cho em là mắc 9. Đấy, mắc 9 80k. Đó, mắc 9 80k một cái các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác trong ngày hôm nay đó là cái con dao vỏ gỗ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là dao vỏ gỗ đây. Đấy, nó là hàng dao siêu tầm của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao vỏ gỗ đây. Made in Japan này các bác này. Đó, dao vỏ gỗ. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 270k và bao ship các bác nhá. Hàng dao siêu tầm vỏ gỗ. Con này thì nó hơi đắt một chút nhưng mà là thuộc dạng là dao siêu tầm và rất là chất luôn và rất sắc các bác nhá. Các bác có thể dùng để gọt hoa quả hoặc là nói chung là dùng trang trí hoặc đi chơi, đi rừng, đi phượt, nói chung là đa di năng luôn. Đó, rất là tiện. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao vỏ gỗ. Con này là 270k. 270k bao ship thôi nhá. Đó, dao vỏ gỗ 270k bao ship. Hàng siêu sắc bén luôn các bác nhá, rất sắc các bác nhá. Đó, dao thì chất dao chất thép của nó rất là sắc. Dùng để trang trí trưng bày rất là ok. Đó, các bác lên mã giúp cho em là dao vỏ gỗ. Có quai đeo như này, rất xịn sò nhá. Có quai đeo rất xịn sò luôn. Dao vỏ gỗ. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em còn ít cái loa Bluetooth mini nữa. Thì thanh lý cho các bác với cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. 100k quá nhá, 100k. Đấy, 100k và bao ship quá nhá. Bao ship 100k một con và bao ship cho bác luôn. Loa Bluetooth mini. Con này thì các bác dùng để nghe nhạc hoặc là nghe TV hoặc là sử dụng các cái phần âm thanh mà cần tăng độ âm lượng lên thì dùng con này là ok, giá rất hợp lý 100k các nhá. Đó. Tiếp theo lên cho bác đó là cái nạo gót chân các bác này, nạo gót chân đây. Hàng của Đức này, made in Germany đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 80k. Một bộ này của nó bao gồm có hai hộp lưỡi và các cái phần lắp ráp như này các bác nhá. Các phần lắp ráp như này. Đấy, về các bác lắp vào. Đây, con này nó đã có lắp một lưỡi trực tiếp rồi. Bác muốn thay mặt thì thay cái này sang. Đó, nói chung là vừa cạo vừa gọt vừa cào có nhá. Đó, 80k một cái này có nhá. Đó, tiếp theo lên cho bác đó là cái liếc mài dao kim cương. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 160k. 160k và bao ship thôi nhá. Bao ship liếc mài dao kim cương 160k bao ship. Đây, của nó thì nó là một cái liếc như này. Một cái liếc như này không nhá. Một cái liếc như này dùng để mài dao mài riếc, nói chung là rất là tiện dụng luôn. Liếc mài dao kim cương 160k bao ship cho bác luôn. Đó, rất là ngon.
Đấy, rất là ngon lành luôn. Tiếp theo lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh 20k một cái nhá, 20k một con bẫy chuột thông minh này. Con này dùng cũng rất là tiện luôn. Đây có nhá, nó rất tiện dụng này. Đây, rất ngon lành luôn có nhá. Đó, sập bẫy thì rất đơn giản. Đấy, sập bẫy luôn có nhá. Nó rất đơn giản luôn, 20k con bẫy chuột thông minh này. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô mũ dàn di có này. Đó, mũ dàn di đây. Thì bên em nó gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đó là 100k một chiếc và bao ship coi nhá. Đó, mũ dàn di, mũ quân đội Mỹ đấy. Thì bên em đang có 3 màu như này. Bác lên mã cho em là màu đen, màu dàn di và màu rêu có nhá. Màu đen, màu dàn di và màu rêu. Đó, mũ quân đội Mỹ. Đây. Đấy, USA Airport đây. Đó có nhá. Bên em gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, 100k bao ship coi nhá, 100k. Đấy, 100k một con mũ này. Đấy. 100k một con mũ này và bao ship luôn. Đó, bao ship 100k bao ship coi nhá. Các bác lên cho em là mũ quân đội Mỹ. Đấy, mũ dàn di. Mũ dàn di hoặc là mũ rêu, mũ màu rêu. Đấy, mũ màu rêu hoặc là mũ màu đen coi nhá. Đấy, bên em đang có 3 màu. Màu rêu, màu dàn di và màu đen đây. Gửi tới các bác với giá là 100k và bao ship. Tiếp theo là em lên cho các bác cái thắt lưng của quân đội Mỹ này. Thắt lưng của quân đội Mỹ đây. Đấy. Thắt lưng quân đội Mỹ. Đây. US các bác này, đó US đây. Đấy. Hàng của công ty này là chuyên sản xuất cái đồ dây lưng, dây da cho quân đội nhé. Nó dùng cực kỳ chất luôn. Còn thắt lưng này thì gửi tới các bác cái giá là 120k. Và cũng bao ship cho bác luôn các nhá. Đó. 120k. Bao ship cho bác luôn, giá cực kỳ là tốt các bác nhá. Đó. 120k bao ship tận nhà cho các bác luôn. US đây các bạn này, đó. Công ty của nó tuổi đời thì năm 1966 các bác nhá. Đó, 1966 đây. Đấy. Thắt lưng quân đội Mỹ 1966 thôi nhá. Gửi tới các bác với cái giá là 120k và bao ship. 120k và bao ship. Đó. Các bác nhá. Đó. Các số hotline bên em trên tấm biển các bác nhá. Các bác lên đã giúp cho em là keo dán tôn 100k bao ship này. Đó, quận này 100k này. Nó chịu được nhiệt độ là từ 700 đến 40 độ C các bác nhá. Đó, từ 700 độ là 700 độ và đến âm 40 độ C, từ âm 40 độ C đến 700 độ các bác nhá. Hàng của Nhật, nội địa Nhật cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ là chất luôn. Con này thì các bác cứ dùng là vào các cái phần như là chống ngấm, chống thấm, rồi mái tôn, rồi mái bằng. Nói chung là tất cả các cái chỗ mà các bác thấm rột có nhá. Đấy thì em gọi nó là mái tôn. Đấy, gọi là keo dán tôn chứ còn nó dùng vào đâu cũng được. Đây, chất liệu của nó là bằng cái keo tự nhiên như này con này. Đấy, nó có một cái lớp gọi là cái lớp keo phủ tự nhiên có nhá. Đây, nó có cái lớp keo phủ tự nhiên con này. Đấy đây. Ở đây nó có lớp keo phủ tự nhiên này. Đấy, cái lớp keo của nó bám dính cái bề mặt rất là tốt và nó chịu được cái nhiệt độ cao. Cho nên ở đây đây này. Đấy các bác này. Đấy, ở đây nó có một cái lớp keo này. Đây các bác này. Đó. Khi các bác bóc ra là nó có cái lớp keo tự nhiên như này. Đây. Đấy, lớp keo như này. Keo nó siêu dính luôn các bác nhá. Đấy, rất là mềm và siêu dính luôn. Đấy thì là nó sẽ dính trên cái bề mặt của cái mái tôn hoặc là mái bằng, nói chung là nó dính trên các bề mặt kia rất là tốt để nó tạo lấp đi những cái khe hở của những cái khu thấm rột các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là keo dán tôn. Keo dán tôn, bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k bao ship các bác nhá. Các bác lên mã cho em là keo dán tôn, 100k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái lọ tinh dầu gỗ các bác nhá. Đó, tinh dầu gỗ. Cái này thì hàng của nội địa Nhật, rất là thơm luôn. Của nó là hương tự nhiên các bác nhá, hương tự nhiên, hương hoa tự nhiên rất là thơm luôn. Đó. Cái này thì các bác dùng để treo vào ô tô các bác nhá, treo ô tô rất là tốt luôn. Đó. Treo vào ô tô hoặc là treo trong phòng ngủ hoặc là nói chung là chỗ nào các bác cần thơm thì các bác cho vào. Đó. Hàng của Nhật các bác nhá. Đó, tem mác đàng hoàng các bác đây. Đó. Thì các bác cứ treo như này thôi. Đấy, về thì các bác rút cái nắp này ra. Đó. Rút cho em cái nắp này ra, sau đó các bác treo lên ô tô hoặc là treo vào phòng các bác nhá. Đó, gọi là tinh dầu thơm. Đấy, tinh dầu thơm tự nhiên các bác nhá. Đấy. Hương hoa tự nhiên các bác này, đó, hương hoa tự nhiên rất là tốt cho sức khỏe và rất là thơm các bác nhé. Đó. Thì các bác lên cho em là tinh dầu gỗ, bên em gửi tới các bác cái lọ này là 70k bao ship các bác nhé. 70k bao ship một cái lọ tinh dầu gỗ này. Đó, đây, bên em gọi là tinh dầu gỗ. Đấy, còn nó là hương hoa tự nhiên các bác nhé, nhưng mà cái nắp của nó bằng gỗ cho nên em gọi là tinh dầu gỗ cho nó dễ nhớ thôi. Đó, bên em gửi tới các bác với cái giá là 70k bao ship. Đó, 70k bao ship một lọ này các bác nhé. Một lọ tinh dầu gỗ như này, 70k bao ship cho bác luôn. Đó. Rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng mà em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ cũng như là mua bán hàng của bên em. Xin chào lại quý bác anh chị video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn.
ông đây, à, ví da đây có nhá. Còn ví da này thì là bộ móng tay M1 đây. Đấy, bộ này bên em ký hiệu nó là bộ M1 đó. Bên em đang gửi tới hàng của Nhật này, đang gửi tới các bác với cái giá là 120k đây. Nó giá cũ 120k. Hôm nay bên em cũng gửi tới các bác đồng giá luôn, 100k bao ship đây. Đấy, bao gồm là 1 2 3 ba bộ cắt này và các cái chi tiết đi kèm nữa. Các chi tiết đi kèm đây. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm. Giá cũng chỉ có là 100k bao ship thôi nhá. Đấy, 100k và bao ship đó, sản phẩm đồng giá thứ hai. Đó, sản phẩm đồng giá thứ hai. 100k bao ship cho bác luôn. Đó đây. Đấy các nhá, rất là ngon lành cành đào luôn. Bộ này của nó thì bao gồm các cái chi tiết sau. Đây. Đấy thì các bác nhá. Đấy, bao gồm là ba cái cắt móng tay này, ba cắt móng tay, một cái kìm 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 cắt da chết này, kìm này là cắt da chết các bác nhá. Đó. Và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó, cũng đồng giá luôn 100k các nhá. Đó. Hôm nay bên em sẽ lên video đồng giá 100k với rất là nhiều mặt hàng các bác nhá. Đấy. 100k bao ship luôn. Đó. Đó thì các bác lên cho em là móng M1 100k bao ship các bác nhá. Đấy, móng M1 100k bao ship, lên cho em là bộ móng M1 100k bao ship luôn. Hàng siêu rẻ siêu chất luôn, 100k bao ship. Đấy, giá rất bình dân luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Tiếp theo trong tới các bác cái giá là 100k và bao ship luôn. Cán của nó dài là 25 cm các bác nhá. Cán cả lưỡi dài dài là 25 các bác nhá. Đây. Japan này các bác này, đó. Japan chữ Nhật đây, đó. Và giá của nó là 100k và bao ship các bác nhá, 100k bao ship. Đó. 100k bao ship luôn, rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Rất là tiện dụng đây. Cưa của Nhật cực kỳ là dễ cưa luôn các bác nhá. Nó rất là dễ cưa, ngon lành các bác nhá. Đó. Cưa của nó là thuộc dạng cưa mở. Thứ nhất là sắc, thứ hai là các bác có thể là gấp đi gấp lại rất là tiện. Đây, đấy. Các bác có thể mang đi làm, đi rừng, đi phượt hoặc là để ở nhà nó cũng rất là gọn, cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Đây, đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cưa cưa đấy, xin cho em là cưa gấp trắng đen các bác nhá, cưa gấp trắng đen. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 100k. Đấy, mã của nó là D25, tức là nó dài là 25 cm các bác nhá. Đấy, 100k. Đó. Sản phẩm 100k. Tiếp theo sản phẩm 100k ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô đèn siêu sáng các bác nhá, đèn siêu sáng các bác cắm sạc ở đây cho em. Đấy, cắm sạc ở đây cho em đó. Bên em gọi cái đèn này là đèn cúc áo các nhá. Đèn cúc áo rất là sáng luôn. Đó. Các bác lên mã cho em là đèn cúc áo này. Đó, đèn cúc áo. Đèn cúc áo các nhá. Đó, lên cho em là đèn cúc áo. Đấy, đèn cúc áo. Bên em là gửi tới các bác cái giá là 100k và bao ship các nhá. Đó, 100k bao ship con đèn cúc áo này. Rất là sáng luôn. 100k và bao ship luôn các nhá. Đó, bao ship luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn cúc áo, rất sáng luôn này các bác này. Đó, đây em bật cho các bác xem. Đấy. Con này của nó về là sáng thường mà là siêu sáng luôn các nhá, siêu sáng luôn. Để em tắt điện đi em bật cho các bác xem. Tắt hết điện như em đi này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đây này em đang tắt hết điện như em đi nhá. Em tắt đèn đi này. Tắt đèn đi tối om luôn các bác thấy không? Đó, tối om luôn. Và đầu em bật đèn lên này. Đó, các bác thấy không? Rất sáng luôn các bác nhá. Cả một cái gian hàng như em như này. Nó chợ sáng cực kỳ là tốt luôn. Đây các bác không tin đây. Đấy các bác thấy không? Sáng trắng luôn. Đó. Rất sáng các bác nhá. Đó, khỏi là siêu sáng luôn. Rất sáng luôn. Đây em gọi dọi cả lên trần này các bác này. Đó. Đây, sáng cả một vùng luôn các bác nhá. Đó, em tắt đi nhá. Đó, tắt đi này. Tắt đi các bác thấy không? Đấy, tối om luôn. Em bật lên này. Đó, đấy các bác thấy không? Sáng trắng luôn, nói chung là tuyệt vời. Con này thì nó có thể thắp sáng liên tục cho các bác được từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng. Cho nên là các bác thoải mái sử dụng luôn. Đó, từ 2 đến 3 tiếng, rất thoải mái sử dụng luôn. Đấy anh em. Mất điện mất điếc, ăn cơm ăn nước rất là tiện. Đấy các bác lên cho em là đèn cúc áo 100k nhá, đèn cúc áo 100k. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là cái đèn nhá, ống nhòm Mỹ. Đó, ống nhòm Mỹ. Các bác lên mã cho em là ống nhòm Mỹ các nhá, của thương hiệu Balileo. Đó, ống nhòm Mỹ. Đấy, bên em đang bán là 380k. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác luôn là 330k. Và vẫn bao ship các bác nhá. Đó, 330k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là ống nhòm Mỹ các nhá, ống nhòm Mỹ. Đây. Đấy. Con này của nó thì là nhìn hai mắt nhưng mà nó về một mắt các bác nhá. Đấy. Tiêu cự của nó này. Đấy. Tiêu cự của nó thì của nó là đi 168 m nhân với lại trên 1000 m này. Đấy. 168 m trên 1000 m và x của nó là x20. Con này thì nói chung là chấm hết rồi, rất là sáng luôn, rất là dễ nhìn. 168 m trên 1000 m và tiêu cự của nó là x20 các bác nhá. X20. Đấy. Đấy. Nói chung là cái thông số này thì em cũng không nắm được rõ đâu. Hàng của thương hiệu Balileo các nhá. Balileo của Mỹ cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể điều chỉnh zoom ở đây này. Đấy, hoặc zoom ở đây. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác sử dụng thôi.
Đấy các bác nhá. Nó 20 x 50. Đấy, 20 x 50 và 168 trên 1000 m, 20 x 50. Đấy, tức là nhân với 50 lần gì đấy. Đó, đây, hàng của thương hiệu Balileo các bác này, rất chất lượng luôn. Giá thì chỉ có là đi 330k. Con này thì các bác được tặng kèm thêm dây luôn. Đây, có dây đeo này. Dây đeo này, rất là lịch sự, ngon lành và chất chơi luôn các bác nhá. Ống nhòm. Đấy, các bác lên mã cho em là ống nhòm Mỹ nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên quý bác cho ngày hôm nay, đó là một số cái món đồ siêu tầm này. Một số cái món đồ siêu tầm đây. Đó. Thì đầu tiên là lên cho các bác cái hộp đựng tăm này. Đó. Hộp đựng tăm đây. Con này thì cũng bên em đang gửi tới các bác cái giá là đi con hộp đựng tăm này là 230k các bác nhá. 230k con hộp đựng tăm này. Hàng siêu chất luôn. Đó, 230k các bác nhá. Đó. Hộp đựng tăm có chân. Đây, 230k. Các bác bỏ tăm vào đây. Ấn xuống này, đẩy lên, ấn xuống đẩy lên rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, hộp đựng tăm 230k. Chất liệu là bằng hợp kim mạ đồng các nhá. 230k. Tiếp theo là con hổ này. Đó, con hổ này cũng 230k luôn, hổ gà tàn các bác nhá. 230k con hổ gà tàn này. Hàng rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng chấm hết luôn các bác nhá. Đó, hàng chấm hết luôn. Rất đẹp các bác này. Đó. Từ những cái bụng, những cái gân, những cái vân vân của nó rất là đẹp luôn. Đó, 230k. Các bác có thể mua vừa để trưng bày vừa để làm gà tàn luôn, có khách khứa rất là tiện. Đó, 230k. Tiếp theo là một em cóc gà tàn này. Cóc gà tàn ngậm đồng tiền con này cũng 230k luôn. 230k em này các bác nhá. Đó. 230k em cóc gà tàn này, rất là tiện dụng thôi. Nó rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Đấy, 230k. Sản phẩm tiếp theo đó là con voi gà tàn này. Con này cũng 230k luôn. Đấy, 230k em voi gà tàn này các bác nhá. Voi gà tàn rất là tiện dụng luôn. 230k rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Đó. Tiếp theo là em bình trà nhỏ 250k. Đấy, bao ship con này đựng được 2 lạng trà các bác nhá. 2 lạng trà, 250k bao ship. Đập như này là các bác biết cái chất liệu của nó rồi. Nó đấy rơi con luôn các nhá. Đấy rơi này. Đập này. Đấy. Đánh rơi thoải mái các nhá. Đánh rơi thoải mái luôn, không lo vấn đề gì đó. 250k bình trà nhỏ các nhá. Bình trà nhỏ 250k. Tiếp theo em lên cho các bác cái bình trà to. Bình trà to các nhá. Rất chất luôn các này. Đó, con này thì là 300k. 4 lạng trà. Đấy, bình trà nhỏ. Đấy, 300k 4 lạng trà. Hoa văn của nó là tùng trúc cúc mai rất là đẹp luôn nhá, xuân hạ thu đông. Đó, xuân hạ thu đông, tùng trúc cúc mai các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái khay đựng giấy này, khay đựng giấy đây. Đấy. Khay đựng giấy. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 250k bao ship. 250k bao ship các bác nhá. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đấy. Rất đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là khay đựng giấy này, 250k bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đẹp, bên trên có đính đá này. Đấy, màu hoa văn, màu sắc hoa hồng rất là đẹp luôn. Đúng theo kiểu Tây không nhá. Đúng theo kiểu Tây, rất là chất và trang nhã không nhá. 250k bao ship. Rất chất lượng luôn không nhá. Đó. Cái lô gọi là cái giá đỡ điện thoại con này. Đây, giá đỡ điện thoại. Con này thì rất là tiện và giá thì cũng rất là bình dân như bác luôn. Giá rất là bình dân luôn. Đó đây. Đấy, con này rất là ngon không nhá. Đây, các bác đặt điện thoại vào đây cho em. Đó. Đặt đứng đặt nằm được hết các bác nhá. Đặt đứng đặt nằm thì ok hết đây. Đấy, nó như này các bác này. Đó. Đây. Đấy, các bác đặt như này. Đây. Nó rất là tiện dụng các bác này. Đó, đây. Đặt đứng được, đặt nằm được, rất là tiện dụng luôn. Đó. Để các bác sử dụng cho công việc hoặc là lướt web xem ca nhạc các kiểu. Cái này rất là tiện dụng đây. Đấy. Đứng nằm ok hết các bác nhá. Điện thoại của em rất là to nhưng mà dùng cũng rất là ok luôn. Đó, con này thì giá rất là bình dân. Đấy, các bác lên cho em là giá kệ đen các bác nhá. Đó, lên cho em là kệ đen. Đấy, hoặc là giá đen. Con lên cho em là giá đen. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 40k. Đó, giá điện thoại đen có nhá. Đó, giá điện thoại đen. Đó, lên cho em là giá điện thoại đen có nhá. Đó, 40k con này thôi. Giá rất là bình dân có nhá. Đấy, gấp vào cực kỳ nhỏ gọn luôn. Để trên bàn miếc nói chung là rất là tiện dụng có nhá. Đó, xoay đi xoay lại đảo chiều đảo hướng ok hết, rất nhỏ gọn. 40k có nhá, giá đỡ điện thoại đen. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là bên em. Đó, 160k một con ví nam này. Đó, hàng rất đẹp luôn này các bác này. Đó, da bò siêu mềm mà rất là đẹp luôn. Hàng rất chất các nhá. Đó thì giá bên em đang gửi tới là các bác là 160k. Đấy, hôm nay em còn mấy cái nữa thanh lý luôn cho các bác 140k. 140k và bao ship cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là ví nam 140k bao ship các bác nhá. Đó, ví nam. Đấy, xả kho thanh lý nốt cho các bác luôn. Ví nam 140k bao ship. Hàng rất đẹp luôn đây này các bác này. Đó. Chất da của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đó. Đầy đủ công năng các bác nhá. Rất là nhiều ngăn mà da chất da rất là mềm. Đó, da tự nhiên, da bò tự nhiên siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Đấy, rất đẹp luôn. Các bác lên mã cho em là ví nam. Đấy, ví nam 140k bao ship. Em đang bán là 160k.
Thành lý luôn cho các bác 140k bao ship hàng của Nhật các bác này. Đó, toàn chữ Nhật hết đây. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó, Vina 140k. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô đá mài của Nhật các bác này. Đá mài của Nhật đây. Thì bên em đang có các loại gọi là đá A, tức là dòng cao cấp. Đấy, của nó là độ mịn của nó là 5.000 trên 10.000. Đó, bên em bán với cái giá là 220k bao ship các bác nhá. Đó, đây. Hàng của thương hiệu Katashiwa các bác này. Đấy, Katashiwa. Đó, độ mịn của nó là 5.000 trên 10.000. Độ mịn cực kỳ cao luôn, mài dao rất là nhanh sắc và không bị mất lưỡi. Đó, hàng made in Japan này các bác này. Đây, made in Japan này. Đó, thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 220k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là đá A các bác nhá. Đá A. Đấy, 220k bao ship. Đó, cực kỳ là chất lượng luôn, 220k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô dao ấy các bác nhá. Đó, dao lọc. Đấy, con dao lọc đây. Đấy, dao lọc đây. Con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 250.000. Đấy, 250.000. Hôm nay thì bên em về nhiều, cho nên gửi bác cái giá tốt hơn. Đó là 230k và bao ship các bác nhá. Đó. Giảm giá cho bác còn 230k và bao ship các bác nhá. Đó, 230k bao ship. Đó. Hàng siêu chất luôn. Đây em sẽ test thử giấy cho bác xem nhá. Đó, dòng này thì nó rất là sắc bén luôn các nhá, rất là sắc bén luôn. Đây. Đây các bác. Đó, đây. Con này là dao lọc rất là sắc các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy. Dọc giấy như là dọc chuối luôn các bác. Đó, rất sắc các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Dao thì mình rất là dày nhưng mà lại rất là sắc các bác nhá. Đấy, ăn nhau nó ở cái chất thép các bác, ăn nhau ở cái chất thép. Đây. Hàng của Nhật các bác này. Đó. Japan này các bác này, made in Japan này. Đấy, ăn nhau cái chất thép thôi. Đây các bác nhá. Đó. Đây, made in Japan này các bác này. Đó. Rất sắc luôn. Đấy, nó ở cái chất thép nó rất là quan trọng các bác nhá. Đó. Có tay cầm các bác này, khi các bác lọc cá, lọc gà, lọc vịt rất là tiện này các bác này. Đó. Vấn đề là nó sắc. Đấy, dao gì thì dao nhưng nó phải sắc mới được các bác nhá. Đó. Rất sắc bén các bác nhá. Đó, rất sắc này. Đấy, các bác thấy đã chưa? Đó. Dọc giấy như không luôn. Đó, rất sắc các bác nhá. Đó. Rất sắc luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là dao lọc các bác nhá. Đó, lên cho em là dao lọc. Đấy. Dao lọc các bác nhá. Đó, dao lọc. Dao lọc này, 230k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên em lại tiếp tục về cái lô thớt của Đức các bác này, thớt của Đức, hàng của Germany các bác nhá. Đấy, 380k bao ship đây. Vỏ hộp của này các bác này. Đó, vỏ hộp của này. Rất là chất luôn, hàng của Đức luôn các bác nhá. Đây. Đây, Germany quality các bác này. Đấy. Hàng của Đức chất lượng luôn, Germany quality đây. Đấy, sản phẩm thì đây, nó đựng trong hộp như vậy và đây là sản phẩm các bác này. Cái này thì chiều dài của nó là đi 45, dài 45, nói chung là gần 50 phân. Thì các bác dùng nó rất là ok, thoải mái các bác nhá. Đấy, không như những cái dòng kia nó quá bé thì chặt con gà con vịt nó cứ bị văng ra ngoài rất là bẩn thỉu. Đấy, dài 45, rộng là 35, nói chung là hàng siêu trường siêu trọng luôn. Rất là tuyệt vời các bác nhá. Mặt nhựa này thì các bác dùng để thái đồ ăn chín này. Và mặt inox này các bác dùng để băm chặt đồ ăn sống, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 380k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 380k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. 380k bao ship. Các bác lên mã cho em là tâm là thớt của Đức các bác nhá. Đây, đấy, hàng made in Germany đi các bác này. Đó, made in Germany đây. Đấy. Hàng made in Germany đây. Đấy, của thương hiệu bia các bác này. Đó. Đây, đấy, made in Germany các bác nhá. Đó. Inox 304 45 nhân với 35 cm. Đó. Đấy, con này bên em đang gửi tới các bác cái giá là 380k, 380k các bác nhá. Đó, 380k. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nhé, xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Đó. Thì tiếp theo lên cho các bác đó là cái máy cạo râu của Nhật này. Đó, thì bên em mới về một lô đây, hàng siêu đẹp luôn. Đó, thì các bác mua kèm cả bộ lưỡi này nữa thì là thêm 40.000 nữa. Đó, thêm 40.000 nữa. Đó. Đây. Bên em bán là 170k bao ship, còn bộ lưỡi này là 40.000. Đấy. 40k các bác nhá. Đó, 40k một bộ lưỡi này. Đó, 40k là hai chiếc. Đó, hai chiếc các bác nhá. Đây. Em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đó, đây. Đây là sản phẩm đây các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, các bác nhận hàng thì hàng đựng trong hộp như này. Một máy cạo râu của thương hiệu Zandu Made in Japan này các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đó. Hàng rất chất lượng luôn các bác này. Đó. Đây, Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan này. Đấy, rất chất lượng luôn.
Máy thì rất là khỏe luôn các nhé. Đó. Ở đây thì nó có cái phần tăng đơ này, tăng đơ đấy các bạn. Đó, đây nó có phần tăng đơ đây. Các bác có thể dùng cái này là tăng đơ này, đó. Rất là tiện luôn các nhá. Râu dài thì các bác cạo cái phần tăng đơ này trước này, sau đó các bác ấn xuống này. Đấy, bắt đầu cạo râu này, đấy. Em sẽ test em cạo râu cho bác xem nhá. Đó, đây. Đây. Đây các nhá. Đó, em cũng rất là nhiều râu luôn các bác này. Đó. Các bác nhìn cái mép của em, ria mép râu rất là đen xì các bác nhá. Em sẽ cạo cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Đây. Em cạo hết trắng phau luôn các nhá. Đấy các bác thấy không? Cạo phát trắng luôn đây nhá. Chỗ này nhiều râu đen xì thì em sẽ cạo cho bác xem này. Đấy, sạch trắng luôn các bác nhá. Đấy, chỗ này nó trắng tinh luôn này. Chỗ này vẫn còn râu đen này các bác này. Đó. Thì con này cạo cực kỳ là sắc bén luôn các bác nhá. Thì là sắc bén luôn, rất là ngon lành luôn. Đó, thì các bác lên mã cho em là máy cạo râu. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Tháo ra vệ sinh thì ở đây. Rất là tiện dụng thôi. Đó, rất là ngon lành. Thì các bác nếu mà mua nguyên máy cạo râu này là 170.000, bên em đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, còn nếu các bác lấy thêm một cặp ấy này nữa thì là thêm cho em 40.000 nữa. Đó. Một cặp lưỡi là thêm 40.000 nữa, bao gồm là một màng và một lưỡi các nhá. Một màng một lưỡi. Cạo râu cực kỳ là sắc và dễ cạo luôn các nhá. Đó. Rồi, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý các bác anh chị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua mặt hàng của bên em. Xin chào các bác. Chào bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cái lô máy sấy giày này, rồi máy mài Makita và Eto các bác nhá. Thì em lại lên nhanh video giới thiệu đến quý các bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đấy, cái số hotline của em trên tấm biển trên màn hình thì các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái con máy sấy giày đúng nhá. Con máy sấy giày này thì nó là hàng siêu chất rồi, hàng của thương hiệu Panasonic thôi nhá. Thương hiệu Panasonic của Nhật các này. Đó, Panasonic. Đây, Idea for Life, ý tưởng hay cho cuộc sống này. Made in Japan các nhá. Made in Japan này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái máy sấy giày này là. Đó, hàng siêu đẹp siêu chất luôn. Đó. Đây cái lẫy của nó đây các bác nhá. Đấy các bác. Đóng vào đây các bác, kéo cái lẫy ở tay ngón tay cái này vào. Đó, máy sấy giày. Hàng siêu chất luôn, giày của nó đây. Các bác chụp cho em cái đôi giày vào đây là xong. Đây, trên hình ảnh nó có minh họa này các bạn này. Đó, đây. Giày dép này. Đó, đây. Giày đây, đôi giày đây các bác sập vào là xong. Đó, đây, kiểu dáng của nó như này các bác nhá. Hàng của thương hiệu Panasonic. Có hiện giờ luôn. 30 phút này, 60 phút này, 90 phút và 120 phút. Tùy theo các bác muốn để nào thì để nhá. Tại vì những cái đôi giày là giặt là nó rất là lâu khô. Cho nên là mình phải cần sử dụng cái máy sấy này. Đặc biệt là khi mà các bác phơi khô tự nhiên thì nó sẽ bị mùi rất là khó chịu, nhưng mà mình để sấy thì nó đưa vào sấy thì nó nhanh khô và rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là máy sấy giày các bác nhá. Đó, máy sấy giày. Máy sấy giày các bác nhá. Đó, máy sấy giày. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là máy sấy giày này. Đó. Máy sấy giày 300k các nhá, 300k mà bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là máy sấy giày 300k bao ship các nhá. Hàng siêu chất luôn của hãng Panasonic này. Đó, con này nó thì nó là hàng xuất cho nên nó sử dụng điện là từ 220V các nhá. Công suất của nó là 2000W. Đấy, hàng siêu đẹp luôn, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Về các bác cắm điện cho 220 là xong. Đấy, đang chạy thành tạch này. Đó, nó có chế độ hiện giờ nên đang chạy thành tạch các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Máy sấy giày của Panasonic các bác này. Đó, Panasonic thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô Eto Nhật các bác này. Đó đây. Eto của Nhật các bác này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng thì bên em thanh lý cái lô này, thứ nhất là giá rất là tốt, thứ hai là hàng còn gọi là hàng thanh lý chưa qua sử dụng các bác nhá. Rất là đẹp. Đó. Hàng thanh lý chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Thì giá cũng rất là tốt luôn các bác này. Đó, đây. Đấy, đây các bác nhá. Đó, hàng được trong hộp như này các bác nhá. Hàng made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan. Asaki các bác này, Asaki made in Japan đây. Con này thì khổ mở của nó, khổ mở của nó là 6 sen các bác nhá, 6 sen. Đấy, các bác có sử dụng được những cái dòng hộp là từ 6 sen trở lên các bác nhá. Asaki của Nhật. Đó. Khổ mở của nó là 6 cm các bác nhá. Đây,
made in Japan này các bạn này. Đó. Asahi made in Japan, rất đẹp luôn. Khổ mở là 6 sen các bạn nhá. Đó, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Khổ mở là 6 sen, rất là ngon lành các bạn nhá. Đó, thì con này thì bên em các bác lên mã giúp cho em là Eto, bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k và bao ship luôn các bác nhá. 230k bao ship. Các bác lên mã cho em là Eto kẹp của Nhật. Khổ mở là 6 sen và cái khổ này các bác đai kẹp vào bàn này cũng là 6 sen luôn. Đấy, các bác ví dụ các bác kẹp lên cái bàn như này. Đấy, cho mà kẹp lên cái bàn như này, rất là ok các bác nhá. Đấy, con Eto này thì nói chung là rất là đẹp rồi. Đó. Các bác lên mã cho em là Eto kẹp các bác nhá, 230k. Và tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay, đó là bên em tiếp tục về cái lô máy mài của thương hiệu Makita các bác nhá. Máy mài của Makita đây. Đó. Máy mài của Makita đây. À, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đây. Máy mài của Makita đây. Đó. Máy mài Makita. Đó. Con này thì nó là hàng Nhật các bạn này. Đấy, made in Japan. Nó là Nhật xuất cho nên nó sử dụng điện 220 đến 240V này này. Đó. Công suất của nó là 950W. Hàng rất đẹp luôn các bạn nhá. Đây, Makita này các bạn này. Đó, Makita. Made in Japan các bạn nhá. Hàng rất đẹp luôn. Phụ kiện kia đi kèm đầy đủ các bác nhá. Đó đây. Phụ kiện đi kèm đầy đủ này. Đấy. Tháo lắp này, bảo vệ này, tay nắm này các bác nhá. Phụ kiện đi kèm các thứ đầy đủ luôn. Hàng siêu đẹp, siêu chất của thương hiệu Makita các bác nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đây. Các bác thấy không? Đây. Makita này. Đó, hàng của Makita, made in Japan các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Đây. Đấy, Makita này các bạn này. Đó, Makita rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 470k. Bao ship các bác lên mã giúp cho em là máy cắt Makita các nhá. Nhầm với máy mài. Nên em là máy cắt Makita. Đó, tại vì là em nhiều máy mài dao nên là nhầm thì chuyển sang máy cắt. Đấy, máy cắt Makita các nhá. Makita. Bên em đang bán là 470k. Và bao ship thôi nhá. Đó, hàng của hãng hẳn hoi. Máy cắt Makita 470k bao ship. Đây các bạn này. Đó, hàng made in Japan này các bạn nhá. Đó, đây. Makita made in Japan. Chữ khắc chìm trên thân máy luôn các bạn nhá. Rất là đẹp. Đấy, đây, tem của nó đây. Đây. Đây, công suất của nó là 200 240V, 950W này. Đấy. Số vòng quay là 1200 vòng trên phút này. Đó, made in Japan các bạn ạ. Đó, hàng siêu chất. Nó là L1 các bác nhá. Mã của nó là L1. Đấy, bên em đang bán là 350.000. Mã này thì bên em chỉ còn có mấy cái nữa thôi. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Cái giá là 300k bao ship các bác nhá. Đó, 300k bao ship các bác nhá. Hàng của JBL, hàng siêu chất luôn. Đó, 300k bao ship các bác nhá. Đó. Hàng của JBL đây. Đó, con này thì bên em bán thanh lý nốt cho các bác. Đó, 300k bao ship, hàng siêu chất luôn. Đấy, bên em còn mẫu này cũng chỉ còn có ít nữa thôi. Đó thì lên xả kho thanh lý nốt cho các bác 300k. Đó. Tiếp theo là em lên cho bác con này là bên em ký hiệu nó là loa dây. Đây. Đấy cũng JBL có dây đeo. Con này thì nó to gấp đôi con này các bác nhá. To gấp đôi con này. Giá thì lại rất là mềm luôn, chỉ có 330k các bác nhá, 330k. Rồi đầu tiên là em đã kết nối vào được rồi các bác nhá. Kết nối cái con loa dây này rồi. Bây giờ em sẽ test nhạc cho bác xem. Mình ở bên nhau vui lắm nha. Còn dây tơ duyên ai đừng thương phải ra. Anh nói mai này anh sẽ đón cùng anh hơi khoan thôi. Mộng kéo xa nơi cung đình xa hoa. Con hồng trần vẫn quang mưa nhòa cánh trăng đêm rằm. Và theo âm thanh nghe rất phê luôn quá nhé. Đấy, các bác nghe em test con loa dây nhá. Các bác thấy không? Chất âm cực kỳ là hay luôn.
Thì con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 330k bao ship các bác nhá, 330k bao ship đó, chất âm cực kỳ hay và trong trẻo luôn đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con JBL, con này bên em ký hiệu nó là L2, bên em gửi tới các bác với giá là 480k. Con này thì của nó thì nó là hàng khủng rồi đó. Đấy, em bật lên cho các bác xem. Đấy, loa to hơn nó đập khác ngay các bạn nhá. Đấy, mặt chống ánh rất khỏe các bạn nhá. Con này thì chiều ngang của nó, chiều dài của nó là khoảng 40 cm, chiều cao của nó khoảng 20 cm các bạn nhá. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Đây, ở đây thì nó có các cái giắc kết nối này. Rất hay luôn các bạn nhá. Chất âm đập như loa thùng luôn các bạn nhá. Đó. Chất âm là khỏi bàn luôn các bạn nhá. Rất chất lượng luôn. Đó. Đó, các bác lên cho em mã con này là con L2 các bác nhá. L2, con này bên em đang gửi tới các bác giá là 480k. Đó, loa Bluetooth JBL. Tiếp theo là em lên cho bác cái con loa, con này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cũng rất là rất là ok luôn các bác nhá. Đây, đấy, em bật lên cho bác xem này. Đấy. Con này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đó. Alo được các bác này. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó thì các bác có thể vừa kết nối nhạc, vừa hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, kết nối âm thanh để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Thì con này nói chung là sử dụng cũng rất là hợp lý các bạn. Đó, sử dụng rất là hợp lý luôn. Các bác bật Bluetooth lên, sau đó thì mình kết nối thôi. Đó, kết nối vào. Đó. Rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, đây. Em alo cho bác xem này. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó. Khi alo thì các bác alo vào cái phần đằng trước này chứ không phải bên hông này nhá. Đằng trước này cho em này. Alo, 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 alo. Đấy, nó thu mic ở cái phần đầu đằng trước này các bác nhá. Đó. Con này là các bác lên mã giúp cho em là mic không dây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 340k các bác nhá. 340k con mic không dây này. Đó, mic không dây 340k. Vừa hát vừa nghe nhạc được luôn. Tiếp theo lên cho các bác cái con này là bên em ký hiệu nó là gỗ vuông các bác nhá. Gỗ vuông. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 280k và bao ship các bác nhá. Đó. Đấy. Loa gỗ vuông. Con này cũng hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Đấy. Đây em test ra cho các bác xem. Đấy, con này thì có cả lấy để điện thoại luôn. Chất âm cực kỳ là hay, chống oánh chắc. Bác đập cực chắc luôn các bác nhá. Bác đánh căng đét luôn. Con này các bác lên cho em là gỗ vuông, 280k bao ship. Gỗ vuông 280k bao ship các bác nhá. Hàng rất đẹp luôn. Đấy, chân để đàng hoàng các bác nhá. Lưới nhôm các bác nhá, rất chất lượng luôn. Rất chất các bác nhá. Đấy, tắt nguồn ở đây các bác nhá. Đó, bên em đang gửi tới các bác con gỗ vuông này là 280k bao ship các bác nhá. Tiếp theo em lên cho bác đó là con gỗ dài đây. Đấy, con gỗ dài này dài khoảng 40 cm, rất đẹp luôn các bác nhá. Loa cực kỳ là nét luôn, mịn màng. Bác lên mã giúp cho em là gỗ dài các bác nhá, 350k. Đó, gỗ dài 350k. Đó.
kết nối cực kỳ dễ dàng luôn. Hàng rất đẹp các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Loa gỗ rất đẹp luôn các bạn nhá. Chân giếc để rất đẹp nhá. Con này các bác có thể kết nối Bluetooth với TV luôn. Kết nối Bluetooth với TV để mình sử dụng nghe loa TV rất là hay các bạn nhá. Hay cho loa TV, vừa không hại TV vừa rất là thoải mái sử dụng. Chống loánh rất chắc. Cũng có lấy để điện thoại luôn. Để điện thoại iPhone, iPad rất ok các bạn nhá. Con này các bác lên mã giúp cho em là gỗ dài 350k bao ship các bạn nhá. Chống đánh rất hay luôn. Loa đẹp, sắc nét. Chất âm nghe hay. Chân để rất đẹp luôn các bác nhá. Đây, các bác để này rất đẹp luôn các bác nhá. Để kệ TV nhà mình thì rất là ok. Đó. Thì vừa rồi là em đã lên giới thiệu cho các bác một loạt các cái mẫu loa bên em các bác nhá. Đó, một loạt các cái mẫu loa bên em. Để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Đấy, chất âm rất là hay mượt mà các bác nhá. Rồi xin chào lại quý bác quý anh chị video lần sau, xin chân thành cảm ơn. Đó. Thì con gỗ dài này bên em đang gửi tới các bác với giá là 350k bao ship các bác nhá. Đó, con gỗ dài này là 350k bao ship. Đó, kết nối rất là hay, âm thanh nghe trong trẻo, ấm tiếng, chống đánh chắc các bác nhá. Bát rền rất là chất lượng luôn. Đó, rồi xin chào lại quý bác anh chị video lần sau, em xin chân thành cảm ơn.